Chào mọi người nhé, lại là em đây. Như ở cái clip giới thiệu về ô tô mô hình ở clip trước ấy, các bác có thể xem lại. Thì mình đã nói với các bác là các bác mới chơi nên chơi dòng mô hình 1.24 trở đi. Cái dòng mô hình mà ít chi tiết ấy, mà gương nó gắn liền ấy, nó không gặp ra gặp vào như thế này này. Bởi vì cái dòng 1.18 này nó đắt tiền hơn, nó chi tiết hơn, nó đẹp hơn thật. Nhưng mà cái gương này rất dễ rụng đấy. Mình đã chơi được một ngày và cái gương bên này thì nó đã rụng ra và mình đã phải dùng cái keo này mình gắn nó lại. Và bây giờ sau một pha lỡ tay thì tên cái gương bên này nó rụng nốt rồi các bác ạ. Nhưng mà rất may là nó không bị rụng cái nhựa này như ở bên kia, mà nó chỉ rơi cái con ốc ra thôi. Ok, quay sát lại con ốc để cho các bác xem nào. Đây, nó bị tuột con ốc này ra các bác ạ. Và cái con ốc này nó không nó kẹt ở cái khe này. Mình không thể cho tô vít vào để vặn ốc lên được đấy. Nếu mà cố tình vặn thì nó sẽ bị xước sơn đây này. Thì đương nhiên với các bác kỹ tính thì xước sơn nhỏ như thế này cũng rất là khó chịu. Còn với mình newbie, mình mới chơi cái dòng mô hình này thôi nên không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là dù bị xước sơn thì mình vẫn không thể vặn chặt cái ốc ấy vào đây được. Đây. Cái ốc ấy rất là bé tí. Ok, vậy nên video này thì mình sẽ tháo tung cái con mô hình này ra và thử xem là bên trong nó như thế nào nhá. Rồi ở bên dưới này, bác để ý nó có 1 này, 2 này, 3 này, 4 con ốc này, với hai con ốc ở trong cái hốc bánh này nhá. Đây, màu đen này hơi khó nhìn nhưng mà nó có 2 con ốc bên trong này. Bác vạch cái bánh này được. Thì các bác nên sử dụng cái tô vít có dính có từ tính nhá để nó hút nhá. Còn tô vít nào không có từ tính thì các bác mua cái cục nam châm là các bác để vào là được nhá. Sau khi tháo 6 con ốc thì các bác lắc nhẹ ra nhá. Đây. Lắc nhẹ cái phần đầu này. Rồi, ok, lắc nhẹ cái khớp nó ra là được. Đây. Cho cao cái cam lên cái. Ok, đây nó cái phần thân dưới nó chỉ có thế này thôi. Các bác nào thích độ đẽo thì độ thêm vào sau. Cái bộ môn chơi này nó cũng kỳ công lắm. Độ mâm rồi độ động cơ. Úi dồi ôi. Xem trên YouTube thì mấy kênh nước ngoài nó độ vào thì xi nhan các kiểu, đèn còi đi khủng khiếp luôn. Rồi cái phần này mình thấy rất nhiều ốc nha. Rất nhiều ốc. Qua cái tháo hết ốc rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tạm dừng để mình tháo ốc. Đây là cái phần động cơ. Sau khi tháo ra này mình thấy cái phần động cơ này nó làm hoàn toàn bằng nhựa đấy các bác. Bằng nhựa. Chỉ có phần vỏ là chi tiết kim loại thôi. Nhưng mà các bác để ý thấy cái bọn 1.18 này nó còn in cái gì đây này. In chi tiết vãi này, chắc là thông số máy. Các bác zoom lên xem có đọc được không. Ok, còn cái này là cái gì? Cái này hình như là cái thăm dầu à. Đấy, còn đây là cái bình bình gì nhỉ? Mình không có tô nên mình cũng không hiểu lắm đâu, nhưng mà nhìn các bác nhìn này, nó chi tiết hơn cái con 1.24 kia rất nhiều đúng không? 1.24 đây, 1.24 nó chỉ như thế này, nó như kiểu là vẽ lên đây thôi, nó không sần sùi gồ ghề như cái kia đấy, nhưng bù lại là rất cứng cáp nhá, chơi tẹp luôn, quăng quật thoải mái. Ok, đây là hàng ghế bên trong xe các bác này. Các bác nhìn hàng 1.18 này. À, các bác nhìn thấy cái gì đâu? Cần số này. À, đây là các nút này. Chi tiết vào đây là còn nó sơn đỏ là cái tắt dây an toàn này. Ở đây hàng dây an toàn này. Dây an toàn có cả móc khóa này này. Các bác thấy chưa? À, chấm đỏ móc dây an toàn này. Đấy. Thế cái hàng 1.18 đấy. Nó dành cho dân chơi nó bán chuyên, còn như mình gọi là dân chơi newbie, dân chơi mới tinh. Đây hàng ghế các bác nhìn ghế này, ghế nó lên xuống được này, đấy, ghế lên xuống được nhá, thấy chưa? Rồi, cái này dành cho bán chuyên, mình nghĩ như vậy. Còn những ai mà chuyên nghiệp thì họ sẽ chơi những cái dòng mô hình nó từ 3 triệu trở lên. Còn người mới chơi như mình mới khám phá thì mua mấy cái dòng này hỏng nó cũng đỡ sót đây.
chân 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 ga chân phanh đây. Đấy, bây giờ mình bóc ra các bác dễ nhìn hơn này. Đấy, còn đây sàn nỉ này, sàn nỉ đấy, ghế này, à, ghế có hai con ốc có chốt đây để di chuyển đi di chuyển lại này. Đấy, có nhìn ghế này nó có cái nó còn im chìm cả cái tay cái gạt ghế ở đây này. Đấy, nói chung là nó như thật chưa, các bác nhìn giống thật chưa. Còn cái hàng mà giá mười mấy triệu ấy thì cái ghế này, toàn bộ ghế này nó không bằng nhựa đâu nhá, mà nó cũng bọc da thật luôn, theo mình nhìn ở trên clip review vậy. Và cái hốc tay này nó cũng mở được lên luôn. Còn cái cần số có gạt hay không mình không biết nữa, nhưng mà ghế này nó phân màu rõ rệt luôn, nói chung là đẹp lắm, bằng da thật luôn đấy, chi tiết hơn nhiều đấy. Ờ, giờ mình xem đến phần bên trong này nào. Bên trong này thì mình tháo nốt mấy con ốc này ra để mình gỡ ra nhé. Bọn này nó có hai loại ốc khác nhau các bạn. Một loại ốc mà nó có mũ, một loại ốc trơn. Mình để hai loại riêng biệt là mình nhớ cái chỗ tí mình lắp chuẩn mà. Chúng quay cái video nó lại nó cũng đỡ. Ví dụ như mà có lắp lệch thì tí lại xem lại video. Chỉ sợ tí lắp ra lắp vào thế nào lại thừa ra mấy con ốc ấy. Thôi thôi luôn. À đây hai cái ốc này, những cái ốc mà nó giữ ghế với những cái ốc nó giữ bộ vô lăng này thì nó sẽ làm bằng ốc có mũ. Còn những cái ốc mà để chốt ô tô thì nó sẽ làm bằng ốc thường. Đây, mình đã lấy ra toàn bộ cái mặt này. Ô, nó vừa rơi cái gì nhỉ? Đây, vô lăng này các bạn. Vô lăng. Đây là phần trước đây. Đấy nhá, nó có cả tay xi nhan này, hay gạt mưa này, hay xi nhan gạt mưa đèn có hết, bọn kia không có đâu, bọn 118 không có cái này chi tiết này đâu. Ở đây là màn hình này, cái nút bấm này, à, điều hòa này, đấy, chi tiết chưa? Rồi, tất cả đều bằng nhựa các bạn, bằng nhựa thôi nhá. Ở đây là phần giữ nắp capo, mình tháo cái này ra là mình tháo được con nắp capo ra. Nó lại còn sơn đen cả cái phần này nữa, nhưng mình sờ cái gì buồn cười lắm. À không, nó sơn sần thôi, sờ ấn được cái cứ tưởng nó làm bằng cao su, vãi chưởng. Ok, nó chỉ là sơn sần thôi, nhìn mấy con ốc vít như thật thế này. Rồi các bác nhìn bên trong xe này, nó có cả gương nhá, gương nhìn đằng sau này. Rồi này có cả hai cái mục để đồ, hai cái gương với lại cái này ô tô nó gọi là cái gì nhỉ? Này, tay cầm nhá. Tay bám này. Rồi. Này còn có cả nút bấm đèn đây. Nhìn chi tiết chưa? Mặc dù là khi mình ốp cái này vào xe thì mình rất khó để nhìn các cái chi tiết này, nhưng mà nó vẫn làm. Đấy, ô, đây cửa sổ này. Cửa sổ trời này không biết cái tấm này có gạt được không? Ô, gạt được đấy các bác này. Gạt được này, nhưng nó hơi sập sạch kìa. Đấy. Đây gạt được để che đi này, đấy. Nhưng mà mình mở cửa ra mà mình đút tay ở đây để gạt thì hầu như là không gạt được đâu nhé. Này rất khó luôn đấy các bạn này. Nếu mà nó ốp hết vào rồi rất là khó luôn. Nó cứ sọc sạch ấy. Không biết hàng xịn này nó có đỡ hơn không, nhưng hàng này nó cứ sọc sạch ấy. Mở ra rồi mình mới biết là có cái chức năng này ấy chứ. Đó. Ở đây. Dây bảo hiểm của ghế lái với ghế phụ này nhé. Mấy cái con nhựa này mỏng tèo tèo các bạn, nó có cái phần móc cài đây này, hơi mạnh tay một tí này, gãy luôn này. Đúng là hàng trả tiền nó vậy các bạn. Các bác nào mà chơi hàng đắt thì xem có đúng thế không nhé. Hàng đắt nó khác không, hàng trả tiền nhìn này. Nhìn cái móc cài nó có bé một cái móng tay luôn, mình hơi gãy mạnh một tí là gãy luôn đấy. Thôi, trải nghiệm đó các bác, em vừa quay vừa làm nên hơi khó. Các bác mà làm nhà thì làm kỹ một tí nhé. À, có lẽ là... xem còn tháo được cái gì không nhỉ? Ở đây có hai con ốc cánh cửa này thì em sẽ tháo nốt nhé, tháo nốt cái cánh cửa một cánh đi, tháo nốt cái cánh bên này để mình
sửa cái gương đi đã. Còn các cái chi tiết ví dụ như kính lái này thì nó dính nó cái kính mặt trước này thì nó dính bằng keo rồi, với cái kính trên này dính bằng keo rồi thì mình không gỡ ra nữa nhé. Gỡ ra thì mình cũng dùng keo mình dính lại được thôi, nhưng mà mình sẽ không gỡ ra nữa. Thế là cái kính này là không phải nó dính vào mà là ăn hai con ốc nhỏ kia là ra. Đây là cái kính này, kính nhựa nhá, gạt mưa. Rồi bạn, hai con ốc nhỏ là lấy được cái kính ra rồi. Bây giờ làm sao để lấy được cái cánh cửa này ra nhỉ? Rồi tháo cái cánh cửa ra kiểu gì ta? Mình vặn hai con ốc ra rồi mà. À đây, vặn hai con ốc ra này. Đây, nó rời ra nha các bạn nha. Này, mở ra cái này được nha. Đấy, đây nó đây. Vặn hai con ốc ra xong mở cửa ra rút ra, nó liền một khối. Ôi dồi, mở ra một hồi tay mình dính đầy mỡ mỡ, cứ tưởng mồ hôi, hóa ra là mấy cái khớp này nó bôi hết cái mỡ gì các bạn. Hình như mỡ bôi trơn đấy, nó có mỡ bôi trơn nhá. Nào tháo một lúc vào tay mình dính đầy, cứ dính. Cái tiện tháo nốt cái cửa bên này nhá. Trời ơi, ốc mình để te tét rồi. Không biết tí này, kiểu này lắp vào không biết thiếu ấy, thừa mấy con ốc thì thôi. Thì thôi luôn. Rồi, vặn ốc xong mình đẩy cửa ra mình kéo ra. Nó hơi vướng vướng một tí đấy, các bạn cố lựa nhá, đấy. Ok. Rồi đây là cái khung của nó. Tháo được cái cửa này đúng không? Tháo nốt nhé. Tháo nốt không các bạn? Có tháo nốt không nhỉ? Nó chỉ có một con ốc ở đây thôi mà. Thực tiện video tháo nốt nhé. Mình cũng chẳng đụng gì đến hai con cửa này đâu, nhưng mà làm video tháo thì tôi tháo nốt đấy. Vặn con ốc này ra là ra mà. Đây. Ủa, trong này nó nhiều mỡ lắm. Đây các bạn nhìn cái khe này, rất nhiều cái mỡ trắng trắng. Ôi ôi, cái này có lưu ý gì không nhỉ? Chắc không có lưu ý gì đâu. Nhiều mỡ lắm. Để gọn mà thôi. Vặn một con ốc ở ra mà, vặn một con ốc ở ra ra mà. Nhưng mà ốc thì các bạn nên để chung vào một cái khay, một cái chén nhá. Đừng vất teo tét như mình. Vất teo tét mình tí là không tìm thấy là thôi đấy. Có con cửa này vặn ốc xong rồi mà không tháo ra được luôn này. Chặt ghê nhỉ. Hay là lại dính keo. Hay lại dính keo vào đây rồi. Ôi chặt lắm nhưng mà. Ôi nào, mất công đánh mạnh tay tí nào. Sợ lại bong mẹ sơn đâu rồi. Đây, nó có ba cái vấu này mà sao cái cửa kia nó lại rơi ra dễ thế nhỉ? Hay là gãy? À không, nó cũng đủ ba cái đây này. À, mà vặn ốc cái nào rơi ra luôn. Rồi. Đây, khung này. Khung này cái cản nhựa này cũng tháo ra được, nhưng mà cái đây là bé tí các bạn ạ, mình sợ mình mạnh tay cái này nó gãy cụ mất. Hay thôi nhỉ. Ok, mình chẳng độ đẽo sơn gì. Các bạn sơn thì các bạn mới cần tháo hết tất cả các chi tiết ra, bởi vì những cái chi tiết còn lại nó dính ở đây thì nó là các cái chốt nhựa thôi. Mình cần làm khéo léo một tí. Ôi, giờ mình sẽ không tháo ra nữa nhé. Bây giờ mình chỉ lấy cái cửa trước ra để mình cửa trước đâu nhỉ? Đây, để mình tìm cách mình tháo cái này ra để mình chia lại con ốc này thôi. Mục đích chính của mình của cái video này là thế thôi mà. Tháo cái cánh này khó dã man các bạn ạ, bởi vì nó dính sơn ấy nên nó hơi chặt. Mình đã phải cậy bốn xung quanh như thế này đấy. Cậy bốn xung quanh và cái đoạn cửa này rất là khó tháo này. Mình phải hơi cứng tay một tí để bậy này nó mới văng ra. Đấy. Cái đoạn cửa này nó nhiều sơn quá này. Cái phần này nó nhiều sơn quá nên nó bó hơi chặt. Mình bậy nó gần gọi là vỡ cái này luôn này. Nên thôi cuối cùng thì nó cũng già rồi.
fix được cái nọ thì hỏng cái kia. Thế nên cái dòng 118 này nó khó chơi vậy các bạn. Các bác phải chịu khó nghịch ngợm, chịu khó fix với sửa lỗi cơ. Thì mới mình nghĩ là chơi được dòng này, chứ còn không lại cứ phải tìm mua một cái hộp xong là đóng vào để treo. Như các pro trong nhóm mình thấy các ông ấy toàn gọi là đóng vào trong cái hộp, mua cái hộp 150 200 bằng kính với bằng meca, các ông ấy trưng bày ở trong tủ thôi, chứ chả thấy các ông ấy lôi ra chơi mấy. Cứ chơi dòng 124 thì nó không gập được gương thôi, thì mất mất cái nọ thì được cái kia các bác ạ. Chứ fix cái kiểu này cứ tháo ra xong là được fix được cái lỗi lọ thì nó lại hỏng cái khác thì quá tội, có khi thì vứt xe đi. Rồi giờ mình lại những cái chốt này ra nhé, để mình lôi được cái cục này ra. Các bác nhìn này, cái miếng này nó bằng bằng mica, lại hơi mạnh tay một tí là nó nứt luôn rồi này. Ồ, nó không hy vọng là nó ổn, mẹ vẫn chưa ra được cái này. Này lại nốt hai cái này lên. Rồi xong đấy, các bác nhìn thấy chưa, cái gương này chi tiết nó bé một tí tí này mà nó dính vào cái sơn kia này, nó dính cái sơn vàng này này, nó như là keo 52 luôn ấy. Thế là mình muốn gãy ra thì là tèo rồi. Buồn cười đấy. Thế thôi mình chơi chơi với mấy thằng nhóc con, chơi cùng mấy thằng nhóc con thì cứ chơi mấy cái dòng 1.24 nhá, tỷ lệ 1/24 ấy, hoặc 1/ cao cao một tí, 1/32, 1/64 mà chơi mấy cái hot whale ấy. Còn chơi chơi mấy cái dòng này vào chỉ phá thôi, mình muốn phá là mấy thằng kia rồi. Thôi bây giờ phải nghĩ cách dính keo lại thôi, để xem có bạn được vào đây không nào. Ôi giời ôi rồi, chán lắm. Ôi rồi các bác ạ. Đéo bạn được nữa thì may có bạn bạn được. Bạn được coi ạ. Nhưng mà cứ lay đi lay lại một tí này, mẹ này nó lại rơi ra thôi. Bởi vì nó là con ốc mà. Bạn chặt quá thì lại mở khó. Rồi. Bạn vào được rồi, giờ nghĩ cách mà lấy keo lại, lấy keo thôi. Lại fix rồi. Mệt thật sự luôn. Ok, thế đạt được mục đích lắp gương rồi, nhưng mà vừa vỡ rồi. Bây giờ chỉ có cách cho keo thôi. Cho keo thôi. Cho keo cho đỡ nghịch đi nhỉ. Đấy, cho keo vào xong là dính ở đây thôi. Nhẹ nhàng thôi, giờ chỉ gọi là đấy, đúng là đi mua mua cái bắp về xong là để lên trưng bày ở trong tủ ngắm thôi, không nghịch được. Buồn. Tiền nhiều tiền vãi. Các bác mới chơi ấy thì nên đầu tư mấy con ít tiền thôi nhé, hoặc là lên trên cái nhóm hội nhóm ấy, người ta thanh lý ấy, nhưng người ta chán chơi ấy, hoặc là một vài con nó cũng bị lỗi như gương này nó thanh lý lại ấy, thì mình mua về mình chơi chán thì đã cho nó đỡ ấy. Chứ các bác mà bỏ ra những cái số tiền lớn, những bác mà ban đầu nhà chẳng hạn có tí điều kiện ấy, bỏ ra hẳn 3 4 triệu chẳng hạn mua con chính hãng, rồi welly chẳng hạn, về ngồi nghịch 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 một tí nó rơi cụ gương này xong rồi lại hỏng hết, rồi cuối cùng là mất hết niềm tin vào mô hình này đấy, lại không chơi nữa là hỏng. Thế nên là các bác nghe lời em, chơi cái hàng này này. Đấy. Thằng thằng con em nó chơi 3 4 hôm rồi, rơi mất mấy lần rồi đấy, nhưng mà vẫn ổn, chẳng có cái gì rơi ra cả, bởi vì nó liền vào nhau này, nó liền thành một khối bằng kim loại luôn. À chính là cái này lại nhiều kim loại này. bọn này mấy cái gương ghiếc nó toàn chốt bằng nhựa thôi, chính là cái con này nhiều kim loại này. À, toàn bộ khung vỏ ngoài kim loại gần như nguyên khối luôn, nên là đâm ra nó bền đấy. Lại còn có đèn đóm còi, ok chưa, chơi hàng tàu sẽ 100-200 nghìn. Ok các bác, video này em sẽ dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video này nhá.